Em tên là Lộc, nên đây là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Giao thông Vận tải. Em bị tình trạng bụng này đã bị hơn 20 tháng rồi và đã đi chữa nhiều nơi nhưng mà vẫn không khỏi. Nay thì nhờ người giới thiệu thì em biết tới là thể dục An An,